Namaste. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuỗi yoga dành cho người bận rộn. Ở buổi tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào những động tác giúp giải tỏa căng thẳng cơ bắp, cân bằng tâm trạng và phục hồi năng lượng cho cơ thể của mình. Mời mọi người ngồi trên gót chân, hai đầu gối tách rộng bằng hông, hai tay đặt ở phía trên đầu gối. Xoay vai ra sau, hít vào, đẩy lồng ngực về phía trước, nâng cao cằm của mình lên. Từ từ cuộn lưng ra sau, thở ra, hóp bụng lại, cằm thu về hõm cổ. Tiếp tục, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, vươn cằm của mình lên. Chậm chậm hóp sâu bụng lại, thở ra. Tiếp tục, xoay vai, hít vào. Rồi chúng ta dùng lực của tay này kéo ghì cái đầu gối của mình xuống, khép sát hai khuỷu tay, nâng cao lồng ngực, vươn cằm, giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, cố gắng mềm lưng của mình ra nào. 2 và 1, rồi chậm chậm hóp bụng, thở ra, cuộn lưng của mình ra sau, kéo giãn toàn bộ cơ lưng và cơ cổ, hít thở đều, thả lỏng hai phần vai. 3, 2, 1, hai tay dang ngang, hít vào, nâng cao vùng cột sống của mình lên. Chậm chậm vặn người sang bên trái, tay phải đặt ngoài đầu gối, tay trái phía sau, đẩy thẳng cột sống lưng. Tiếp tục, hai tay dang ngang, hít vào. Vặn người sang bên phải, thở ra. Hít vào về giữa. Đổi bên. Thở ra. Cố gắng thẳng lưng nào. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối. Về giữa, hít sâu. Nâng cao lồng ngực. Vặn người sang bên trái. Thở ra. Đã đi tay trái ra phía sau nhiều hơn. Rồi đẩy thẳng cột sống lưng. Nâng cao vai phải, giữ, hít thở đều. 3, 2, và 1. Rồi về giữa, hít vào. Chậm chậm vặn người sang bên phải, thở ra. Giữ ở đây, điều hòa hơi thở của mình. Cảm nhận sự căng giãn ở vùng lườn. 4, 3. Vặn ra sau một chút nữa. 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đan phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, đẩy căng xương ức. Vươn người gập về trước, chán xuống, thở ra, hất tay lên cao, thả lỏng hai vai, cố gắng mông không lên. Tiếp tục siết bụng, nâng người lên. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay chống đan phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Vươn người gập về phía trước, chán xuống, hất tay lên cao, thở hết ra. Một lần cuối. Tay lên qua đầu, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên phía trên. Thở ra, hai tay đan phía sau. Đã xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hạ cái bàn tay của mình xuống dưới này. Hít vào, đẩy căng lồng ngực của mình lên. Vươn dài cằm về phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, tiếp tục đẩy ngực lên nữa để kéo giãn phần lưng trên. 4, 3, 2, 1,
Rồi tầm chậm gập người về phía trước, chán xuống, ta hất tay lên cao, thả lỏng vai, rồi giữ hít thở đều, mông vẫn chạm gót chân và ngực vẫn chạm đùi. 5. Thả lỏng cổ, thả lỏng vai. 4. Cố gắng điều hòa hơi thở. 3. Hất tay lên cao nữa nào. 2. Và 1. Siết bụng, nâng cao lồng ngực lên, vươn tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước, thả lỏng chân. Nâng đầu gối lên xuống. Rồi ta xoay ngang qua bên phần thảm, duỗi thẳng chân trái và chống chân phải của mình lên, dựng mũi chân trái vuông góc, vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Tay trái nắm cổ chân phải, nghiêng người sang phía bên trái, thở ra, kéo căng giãn toàn bộ vùng lườn bên phải của mình. Tiếp tục về giữa, hít vào, vươn hai tay lên, tay phải chống phía sau mông phải, thở ra, rồi mông lên cao, hạ mũi chân trái xuống, hít vào, ngực lên, chậm chậm hạ mông xuống, thở ra, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, luồn sâu vai phải xuống dưới kheo chân phải này, rồi tay trái vòng sau lưng, thở ra, xoay vai mở ngực. Lần thứ hai, hít vào, nghiêng người về phía chân trái, thở ra, xoay vai mở ngực nào. Tiếp tục siết bụng, hít vào, nâng cao vùng cột sống, tay phải sau, thở ra, mũi chân trái xuống, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng, chậm chậm hạ mông xuống, thở ra, vươn tay lên qua đầu, hít vào, hạ vai phải sâu xuống, xoay vai mở ngực, thở hết ra. Một lần cuối nào, hít vào, tay lên cao, chậm chậm nghiêng người về phía chân trái, thở ra, giữ và hít thở đều ở đây ạ. Ta hạ sâu cái vai trái của mình xuống, nâng cao lồng ngực của mình lên. 4. Mỗi lần thở lại hạ xuống một chút nữa, mềm lườn bên phải. 3. Cố gắng hít thở đều. 2. Vươn cằm của mình lên. Và 1. Rồi. Nâng người lên, hít vào, hạ tay phải chống phía sau, thở ra, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực, thở ra và giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1, chậm chậm hạ mông của mình xuống. Ta duỗi thẳng chân phải sang phải, dựng mũi chân lên, chống chân trái lên, đẩy thẳng cột sống lưng, vươn hai tay qua đầu, hít vào. Tay phải nắm cổ chân trái, nghiêng người sang phải, thở ra, xoay vai mở ngực lên. Tiếp tục nâng người của mình lên, hít vào. Tay trái chống sau mông trái, thở ra, hạ mũi chân phải xuống, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, hạ sâu vai trái xuống, thở ra và chúng ta vặn người sang bên phải. Tiếp tục vòng thứ hai, hít vào, nâng cao vùng cột sống, dựng mũi chân, tay phải nắm cổ chân trái, thở ra và chậm chậm nghiêng người sang chân phải, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái. Tiếp tục siết bụng, nâng người lên, hít vào. Tay trái chống phía sau, thở ra.
mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Chậm chậm hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hạ sâu vai trái xuống. Ta hai tay nắm lấy nhau. Xoay vai mở ngực, thở hết ra. Một lần cuối, hít vào, vươn căng lồng ngực lên. Tay phải nắm cổ chân trái, nghiêng người sang bên phải, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. 5. Ta xoay vai trái của mình lên hơn nữa. 4. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn bên trái. 3. Cố gắng hít thở đều. 2. Và 1. Siết bụng, nâng người của mình lên. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Tay trái chống phía sau, thở ra. Hạ mũi chân phải, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Rồi chậm chậm hạ mông xuống. Dựng mũi chân lên luôn. Tay lên cao, hít vào. Hạ sâu vai trái xuống. Tay nắm lấy nhau. Xoay vai mở ngực, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. 4. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn của mình. 3, 2, 1. Giữ nguyên tư thế. Từ từ chúng ta dồn trọng lực về phía sau, siết cơ bụng và thẳng chân trái. Giữ ở đây. 4. Cố gắng đẩy thẳng lưng. 3, 2 và 1. Rồi chậm chậm hạ chân xuống. Ta duỗi thẳng hai chân, thả lỏng chân. Nâng đầu gối lên xuống. Ta lên tư thế con lạc đà. Mở rộng hai đầu gối bằng hông. Nếu ai bị đau khớp gối thì chúng ta có thể gấp cái mép thảm này lại và quỳ lên. Đó. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng miếng lót gối nhé. Rồi. Chống mũi chân. Nếu ai có lưng tốt thì chúng ta có thể xuôi mũi chân. Được chưa ạ? Hai tay ra ngang. Hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên. Tay phải nắm lấy gót chân, uốn cong lưng, thở ra. Về giữa, hít vào. Uốn cong lưng sang trái, thở ra tay phải qua đầu. Tiếp tục, hít vào. Tay phải xuống, uốn cong lưng, thở ra. Hít vào, về giữa. Đổi bên sang trái, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Tay phải xuống, tay trái qua đầu. Rồi bây giờ chúng ta thả lỏng cổ, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Nâng ngực lên. 3. Siết bụng, siết mông, thả lỏng cột sống lưng. 2. Và 1. Rồi chúng ta xoay người trở về giữa. Hít vào. Tay trái xuống, uốn cong lưng, thở ra. Thả lỏng cổ, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Chậm chậm nâng người lên. Hít vào, nâng cao lồng ngực, kéo căng tay sang hai bên. Rồi từ từ hai tay nắm gót chân. Đẩy ngực lên. Uốn cong lưng và từ từ thả lỏng cổ thật chậm để bảo vệ các đốt sống cổ. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ nâng người của mình lên. Đã hạ mông ngồi xuống gót chân. Khép sát hai đầu gối.
Hít vào, vươn hai tay lên cao. Vòng tay phải qua đầu gối trái. Hai tay chắp giữa ngực, đẩy ngực của mình lên nhiều. Mắt nhìn qua vai trái, thở hết ra nào. Vặn người hết mức có thể. Tiếp tục siết bụng. Vươn tay lên cao, hít vào. Cố gắng kéo giãn toàn bộ các đốt sống của mình lên. Vặn người sang phải. Hạ cùi trỏ xuống. Tay dắp giữa ngực, thở ra. Siết bụng. Vươn hai tay qua đầu. Hít vào. Tiếp tục vặn người sang bên trái. Thở ra. Chúng ta giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng đẩy ngực của mình lên nữa, cho tay ở giữa. 4. 3. Mắt nhìn qua vai, cảm nhận sự căng giãn. 2. Và 1. Rồi chúng ta siết bụng, nâng người lên. Hít vào, vươn hai tay lên. Mở rộng lồng ngực, siết nhẹ cơ bụng. Chậm chậm vặn người sang phải, thở hết ra. Đẩy tay về giữa ngực. Giữ ở đây và hít thở đều, mông trung tâm. 5. Vắng nâng cái vai trái lên để vặn người sang bên phải một chút hơn nữa nào. 4. 3. 2. Và 1. Rồi. Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Hai tay xuống, thở ra. Chúng ta chống mũi chân và lên tư thế V ngược. Cố gắng đẩy đỉnh mông lên cao. Hạ sâu vai của mình xuống. Siết cơ bụng. Thả lỏng vùng kheo chân. Hít thở đều trong khi giữ tư thế. Cố gắng nâng vai lên, không sụp vai xuống. 4. 3. 2. Và 1. Hít vào, nâng cao chân phải lên, mắt nhìn về giữa hai tay, úp hai mông cân bằng. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở ra, hạ gót chân trái xuống phía sau, hai gót chân thẳng hàng. Hai tay ra ngang, siết chặt cơ bụng, cuộn xương cụt. Mắt nhìn theo tay phải. Giữ và hít thở đều. 4. 3. 2. 1. Hai tay đan phía sau. Xoay vai, nâng cao lồng ngực lên. Hít vào. Vươn cằm của mình lên phía trước. Uốn cong lưng. Giữ và hít thở đều. 4. 3. 2. 1. Rồi vươn hai tay lên cao. Hít vào. Chậm chậm hạ tay phải xuống thẳng hàng với chân phải. Tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay, thở hết ra. Đẩy mông về phía trước, mở rộng lồng ngực. Hít thở đều ạ. 3, 2, 1. Rồi từ từ xoay người sang bên trái hết. Mũi chân hướng sang bên trái ạ. Hai gót chân thẳng hàng với nhau. Rồi, ta chống bàn tay của mình xuống. Hít vào, vươn căng lồng ngực lên. Hai tay ở giữa hai chân. Tay phải lên cao, mắt nhìn theo tay. Hít vào, về giữa. Thẳng hai chân. Thở ra. Tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay nào. Tiếp tục, hít vào. Thở ra. Giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, 2 và 1. Rồi hạ tay của mình xuống. Hít vào, dướn căng lồng ngực lên. Thở ra, vặn người sang bên trái. Hai mông cân bằng. Nâng vai phải lên, hai vai thẳng hàng với nhau. Giữ ở đây. 4, 3, 2. Siết bụng nào. Và 1, từ từ hạ cùi chỏ của mình xuống. Đi cùi chỏ mình thẳng hàng với hai chân. Rồi quáng thẳng cột sống lưng nào, thẳng chân nào. 3, 2, 1. Giữ nguyên tư thế, từ từ hai tay nắm lấy cổ chân và cúi đầu của mình xuống. Giữ ở đây. 3,
2 1 Rồi xoay người về phía trước, đầu thảm ạ. Hai chân về sau, tư thế tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng. Cuộn xương cụt. Xốc vai, siết cơ đùi. Hít thở đều. 4 3 2 1 Chậm chậm hạ đầu gối. Hạ đầu gối của mình xuống, thẳng hàng với hông. Cổ tay thẳng hàng vai. Hít vào, nâng cao chân phải lên. Gập chân phải, tay trái nắm cổ chân phải. Đá chân lên, siết chặt cơ bụng, thở đều. Giữ ở đây. 4 Cố gắng nâng gối phải lên nữa nào. 3 Siết chặt cơ bụng, thả lỏng cột sống lưng. 2 Và 1 Rồi từ từ co gối về phía trán của mình, siết chặt bụng lên. Mũi chân không chạm thảm. 4 3 2 Và 1 Rồi từ từ gập chân phải về phía trước. Duỗi thẳng chân trái ra phía sau. Mở rộng đầu gối phải sang bên phải nhiều. Tạ hai tay thẳng hàng về phía trước này, thẳng hàng ngang với đầu gối ạ. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Thở ra mềm, lưng ra sau. Chúng ta tiếp tục duy trì hơi thở như vậy. 3 2 Và 1 Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Tay trái phía sau đùi trái. Thở ra chúng ta nghiêng lườn về phía bên chân trái. Mắt nhìn về phía gót chân. Kéo thẳng tay phải để kéo giãn toàn bộ vùng lườn. 4 Cố gắng đi tay trái thêm một chút nữa. 3 Úp hông bên trái xuống. Thả lỏng toàn bộ lườn phải. 2 Và 1 Vươn tay lên cao, hít vào. Gập người về phía trước. Thở ra. Chán xuống. Thả lỏng toàn bộ cơ đùi chân phải phía sau. Cơ mông lớn. Thư giãn vùng cột sống. Từ từ nâng người của mình lên. Chúng ta gập chân trái phía sau. Đặt bàn chân vào khử tay trái. Vươn cao tay phải qua đầu, hít vào. Hai tay nắm lấy nhau, thở ra. Rồi đẩy ngực của mình lên. Nếu ai xoay được bồ câu thì chúng ta xoay bồ câu nhé. Giữ, hít thở đều. 4 3 2 Và 1 Rồi chậm chậm hạ chân của mình xuống. Vòng chân phải qua đầu gối. Vươn cao tay phải, hít vào. Vòng qua đầu gối trái. Vặn người sang trái, thở ra. Nâng cao vai phải lên. Siết chặt cơ bụng và đẩy thẳng lưng. Điều hòa hơi thở ở đây ạ. 3 2 Và 1 Rồi chúng ta tiếp tục quay trở lại tư thế V ngược. Và đổi bên. Đẩy đỉnh mông lên cao. Hạ sâu vai xuống. Thả lỏng vùng kheo chân và cố gắng nhấn gót chân của mình xuống. Hít thở đều. Điều hòa hơi thở. 3 2 Và 1 Rồi nâng chân trái lên cao, hít vào. Mắt nhìn về phía giữa hai bàn tay. Úp mông của mình xuống. Bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Thở ra. Nâng người lên, hít vào. Vươn hai tay lên qua đầu. Thở ra, hạ gót chân phải phía sau xuống, sao cho hai gót chân thẳng hàng. Xoay hông của mình về phía trước và cuộn nhẹ xương cụt. Siết cơ đùi và cơ bụng. Thẳng cột sống lưng. Mắt nhìn tay trái. Giữ ở đây. 4 3 2 Và 1 Rồi, hai tay đan phía sau. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Vươn cằm của mình lên, hơi đẩy mông ra sau một chút. Giữ và hít thở đều. 4 3 Khép sát lòng bàn tay để đẩy ngực lên nữa. 2
và một, rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Hạ bàn tay trái xuống, thẳng hàng với bàn chân trái. Tay phải lên cao, thở hết ra, mắt nhìn theo tay ạ. Giữ và hít thở đều, gắng đẩy mông về trước này. Rồi xoay ngực của mình lên. Hai vai thẳng hàng. 4, nâng cao vai trái. 3, 2 và 1. Rồi từ từ chúng ta xoay người sang bên phía trước này, xoay hai mũi chân về phía trước. Tiếp tục. Hai bàn tay ở giữa thảm. Hai chân thẳng hàng với nhau. Hít vào, mở rộng lồng ngực, dướn đỉnh mông lên và kéo giãn phần kheo chân về sau. Thở ra, tay phải lên cao, mắt nhìn theo tay. Tiếp tục, hít vào, thở ra, vặn người sang bên trái. Tiếp tục, hít vào, chậm chậm, thở ra, tay phải lên cao. Rồi, chúng ta giữ ở đây, hít thở đều, 4, 3, gắng đẩy vai trái sang, nâng vai phải lên, 2 và 1, hạ tay phải xuống, hít vào, dướn căng lồng ngực, đẩy thẳng cột sống lưng và dẹo kéo giãn phần kheo chân, thở ra tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay, giữ, hít thở đều, 4, 3, cố gắng thẳng kheo chân và đẩy mông ra sau một chút, 2 và 1, rồi hạ tay xuống, hít vào, dướn căng lồng ngực lên, chậm chậm hạ khửu tay của mình xuống, thở ra. Nếu tốt chúng ta đi khửu tay về phía gần chân hơn và dướn đỉnh mông lên cao. Rồi. Nếu ai tốt nữa thì ta nắm lấy cái phần cổ chân và trán của mình xuống. Giữ 4, 3, 2 và 1. Rồi chúng ta đi người về phía trước, xoay về đầu thảm. Tiếp tục, hai chân ra sau, tư thế tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng, hóp bụng cuộn xương cụt, siết cơ đùi, xốc vai lên, giữ ở đây. 4, 3, siết chặt cơ bụng của mình, 2, 1, rồi hạ hai đầu gối của mình xuống, sao cho đầu gối thẳng hàng với hông và cổ tay thẳng hàng với vai. Tiếp tục đổi bên, nâng cao chân trái lên, hít vào, gập chân, tay phải nắm, thở ra. Rồi chúng ta đá chân lên cao, mắt nhìn về phía trước, giữ, hít thở đều, 4, 3, gắng nâng gối trái lên hơn nữa nào, xốc vai trái lên, 2 và 1, rồi từ từ hạ tay phải xuống, thở hết ra và co gối trái chạm trán, giữ ở đây, cố gắng gồng cơ bụng của mình lên nào, mũi chân không chạm thảm, 4, xốc hai vai, 3, gồng chắc cơ bụng hơn nữa, 2 và 1, rồi từ từ hạ chân trái của mình về phía trước, xuôi chân phải ra phía sau. Ta mở rộng đầu gối trái hết mức có thể sang bên trái này. Hai tay thẳng hàng với đầu gối. Xoay vai ra sau, hít vào, nâng cao lồng ngực lên, úp hông bên phải xuống. Siết cơ bụng nhẹ và thả lỏng các đốt sống lưng. Đang dương cổ về phía trước giống kiểu là có một người ta đang kéo cổ mình về phía lên phía trên này. 3, hít thở đều, 2 và 1, vươn hai tay lên cao, hít vào, hạ tay phải xuống sau chân phải, thở ra, vẫn úp hông của mình xuống nhé, tay trái thẳng này, để kéo giãn toàn bộ vùng lườn. Rồi chúng ta đi tay, hít thở đều, 4, 3, 2 và 1, vươn hai tay lên cao, hít vào, gập người về phía trước, trán xuống, duỗi thẳng hai tay, thở hết ra, thả lỏng vùng cơ đùi bên trái, thả lỏng vùng cột sống, thư giãn vùng đầu cổ,
Rồi chậm chậm chúng ta nâng người của mình lên. Cập chân phía sau lại. Chúng ta điều chỉnh cái đầu gối vẫn phải thẳng hàng với hông nhé. Không chúng ta sẽ bị lệch hông đấy ạ. Cập chân. Đặt bàn chân phải vào khửu tay phải. Vươn cao tay trái lên, hít vào. Hai tay nắm lấy nhau, thở ra. Rồi chúng ta giữ và hít thở đều. Cố gắng dướn cái ngực của mình lên. 4 3 Xoay người về phía trước nữa nào. 2 Và 1 Rồi từ từ thả lỏng chân xuống. Giờ chúng ta vòng chân phải qua đầu gối trái. Đặt tay phải lên đùi. Vươn cao tay trái lên. Hít vào, kéo căng giãn toàn bộ vùng lườn. Chậm chậm vặn người sang bên phải. Tay chắp giữ ngực. Thở ra và mắt nhìn phía sau. Giữ và hít thở đều. 4 3 Như thế này sẽ trả lại lưng cho mình và kéo giãn toàn bộ vùng lườn phía sau. 2 Và 1 Vươn tay lên, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Giờ chúng ta sẽ nằm sấp xuống. Gập hai chân. Hai chân mở rộng bằng hông. Hai tay nắm lấy cổ chân. Xoay vai ra sau. Hít vào, đá chân lên cao. Nâng ngực lên, mắt nhìn về phía trước. Thở ra từ từ, hạ bụng ngực của mình xuống, chán xuống. Tiếp tục lần thứ hai. Xoay vai. Hít vào. Đá chân lên cao. Siết chân lên nhiều nào. Thở ra từ từ, chán xuống. Một lần cuối. Xoay vai. Khép sát cái phần khửu tay của mình lại này. Hít vào. Lên cao, giữ ở đây và hít thở đều. 5 Siết chân lên nữa nào. 4 3 Cố lên ạ. 2 Và 1 Rồi từ từ hạ chân của mình xuống. Chán xuống thảm. Bây giờ chúng ta này, đi người sang bên phải một chút. Co cái chân phải lên. Và nghiêng cái phần áp mang tay của mình. Thả lỏng toàn bộ vùng lưng. Hít thở đều. Rồi chúng ta sẽ đổi bên ạ. Duỗi thẳng chân ra sau. Đi người sang bên trái một chút. Sau đó co chân trái lên. Thẳng chân phải và áp cái phần mang tay của mình xuống. Hít thở đều. Điều hòa hơi thở. Rồi, ta trở về tư thế nằm sấp. Sau đó đi hai tay sang hai bên. Đi hai tay sang hai bên. Rồi từ từ nâng người lên một chút để chúng ta đi tay được nhiều hơn. Sau đó từ từ chán xuống. Lúc này chúng ta sẽ cảm thấy căng đau vùng vai một chút. Thì chúng ta thở đều và thả lỏng cái phần vai đấy ra. Mỗi hơi thở ra ta lại thả lỏng một chút. 4 3 2 Và 1 Rồi, chúng ta sẽ đổi bên nhé. Nãy tay phải lên trên thì bây giờ tay trái lên trên. Rồi, chúng ta tiếp tục đi hai tay sang hai bên. Nâng người lên một chút để dễ đi tay này. Sau đó tay phải chán xuống.
Rồi, bây giờ chúng ta nằm ngửa. Duỗi thẳng hai chân. Co gối chân phải lên, hai tay nắm vào đầu gối, hít vào. Thở ra. Trán chạm đầu gối, giữ ở đây, hít thở đều. 4 3 2 Rồi giữ nguyên tư thế, từ từ nâng chân trái lên. Siết chặt cơ bụng ở đây ạ. 4 3 2 và 1 chậm chậm hạ chân xuống. Hạ lưng xuống. Sau đó chúng ta đổi bên. Co chân trái. Hai tay nắm lấy phía trên của đùi. Hít vào. Thở ra. Trán chạm hoặc cằm chạm. Giữ ở đây, xuôi mũi chân. Hít thở đều ạ. 3 2 1 Giữ nguyên, từ từ nâng chân phải lên. Gồng chắc cơ bụng và vuốt mũi chân đi ạ. 4 3 Mỗi lần thở chúng ta lại siết bụng thêm một chút. 2 và 1 Chậm chậm hạ lưng xuống, chân xuống. Co chân phải lên. Tay trái nắm má ngoài đầu gối, tay phải sang ngang. Hít vào. Thở ra, vặn đầu gối sang bên trái. Quay đầu mắt nhìn qua vai phải. Giữ và hít thở đều. Cố gắng thả lỏng lưng. 3 2 và 1 Ta trở về, hít vào. Thở ra, hạ chân xuống. Tiếp tục đổi bên. Co chân trái. Tay phải nắm má ngoài đầu gối. Hít vào. Chậm chậm vặn người sang phải, thở ra. Cố gắng ghim vai của mình xuống này. Rồi, mỗi hơi thở ra ta lại nhấn đầu gối xuống. 4 Thẳng gối chân phía sau. 3 Mềm lưng, mềm lườn ra nào. 2 và 1 Rồi, hít vào. Thở ra, hai chân xuống. Đã hai tay ôm đầu gối và lăn lưng lên xuống. Lúc xuống này chúng ta thả từng đốt sống một để mát xa các đốt sống lưng. Rồi, mời cái lớp thả lỏng, tư thế xác chết. Hít thở đều, thả lỏng cơ bụng. Thư giãn hai vai. Thả lỏng cơ đùi. Tập trung vào hơi thở của mình và quan sát hơi thở qua mũi. Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng Huyền. Hy vọng những bài tập này sẽ mang lại hiệu quả cho cơ thể của các bạn. Đừng quên bấm like và comment phía dưới những chủ đề mà các bạn quan tâm để Huyền lên video sớm nhất nhé. Namaste.